Israel không bắn tên lửa mà dùng thứ vũ khí chết người tấn công vào Iran. Iran lần đầu đưa ra lời đe dọa hạt nhân nhằm vào Israel. Ukraine có thể đã rơi vào bẫy của Nga ở Donetsk. EU thống nhất tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine. Lý do người nước ngoài bất chấp hiểm nguy đăng ký ra tiền tuyến chiến đấu cho Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh Youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Iran International English, kênh tin tức quốc tế của Iran, có trụ sở tại London, Anh, vừa qua đã công bố đoạn phim được cho là ghi lại cuộc tấn công của Israel nhằm vào một căn cứ quân sự của Iran gần Isfahan Trong đoạn video có thể nghe thấy tiếng còi báo động không kích kèm theo tiếng nổ Người phát ngôn cơ quan hàng không vũ trụ Iran Hossein Dalirian tuyên bố quân đội Israel không nã tên lửa mà chỉ bắn 3 máy bay không người lái loại Quadcopter vào lãnh thổ Iran Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Hossein Dalirian tỏ ý mỉa mai khi nói rằng Israel chỉ dùng 3 chiếc Quadcopter để đáp trả 500 tên lửa Iran Tuy nhiên trên thực tế, quadcopter chính là vũ khí trên người mà Israel thường triển khai trong các cuộc tấn công vào Gaza với khả năng tiến hành các cuộc thảm sát. Quadcopter là máy bay không người lái bốn cánh quạt, trang bị các công nghệ phổ biến nhất hiện nay. Loại máy bay này đã được Israel sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Gaza để nhắm mục tiêu vào các cá nhân hoặc nhóm người ở khoảng cách gần. Công nghệ này đang ngày càng chứng tỏ vai trò thay thế binh lính trên mặt đất, giúp đảm bảo an toàn cho các khu vực nơi quân đội Israel đóng quân. Quadcopter cũng có thể được sử dụng để trinh sát vị trí tiền phương, giải tán đám đông ở các khu vực công cộng khi cần. Từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ ngày 7 tháng 10 năm 2023, theo tờ Middle East Eye, quadcopter đã được Israel sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào hàng trăm dân thường ở các khu vực đông đúc, khiến hàng chục, thậm chí hàng trăm người thương vong cùng lúc. Trong khi đó, phía Tehran chỉ sử dụng tên lửa lỗi thời nhưng đã buộc Tel Aviv và các đồng minh phương Tây phải sử dụng tối đa nguồn lực để phòng vệ hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đã dẫn lời ông Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc IRGC cho biết thông tin trên. Ông Hajizadeh nêu rõ, chúng tôi tấn công Israel bằng vũ khí lỗi thời và phương tiện tối giản. Chúng tôi không triển khai các tên lửa như Khoramsa, Sejin, Sahid Hakasem, Khebasekan hay Fatah 2. Chúng tôi chỉ với một phần nỗ lực tối thiểu nhưng đã buộc Israel và phương Tây phải sử dụng tối đa vũ khí. Mặt khác, Israel cũng có lực lượng không quân tiên tiến với sự hỗ trợ của Mỹ. Không quân Israel sở hữu hàng trăm máy bay chiến đấu đa nhiệm F15, F16 và F35. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc bắn hạ máy bay không người lái. Là quốc gia tiên phong trong công nghệ UAV, Israel sở hữu máy bay không người lái Heron có khả năng bay trong 30 giờ, đủ cho các hoạt động ở phạm vi xa. Loại đạn tuần kích Delila có tầm bắn ước tính 250 km, vẫn còn xa mới vươn tới được vùng vịnh mặc dù lực lượng không quân có thể thu hẹp khoảng cách bằng cách vận chuyển một trong những loại đạn này đến gần biên giới Iran. Israel được cho là đã phát triển dòng tên lửa đất đối đất tầm xa, nhưng họ không phủ nhận cũng không xác nhận điều này. Vào năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó, Leon Lieberman, đã đưa ra thông báo rằng quân đội Israel sẽ có một lực lượng tên lửa mới. Hệ thống phòng không nhiều lớp được phát triển nhờ sự giúp đỡ từ Mỹ sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991 sẽ mang lại cho Israel nhiều cơ hội để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Iran. Hệ thống tầm cao mới nhất của Israel là Aero 3 với khả năng đánh trả tên lửa đạn đạo trong không gian. Mẫu trước đó là Aero 2 chỉ có khả năng hoạt động ở độ cao thấp hơn. Tên lửa tầm trung David Sling có thể chống lại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong khi đó, hệ thống vòng sắt tầm ngắn có khả năng chống lại các loại tên lửa và súng cối. Iran vừa qua cảnh báo rằng họ có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân đe dọa khả năng phá vỡ các mục tiêu hòa bình đã được tuyên bố công khai trong chương trình hạt nhân của mình cụ thể theo tasnim ahmad haktalab chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng iran cho biết các mối đe dọa của chế độ israel đối với các cơ sở hạt nhân của iran khiến chúng tôi có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình và đi chệch khỏi những cân nhắc trước đây của chúng tôi Ông Hatalab nói thêm rằng nếu Israel muốn tấn công vào các trung tâm và cơ sở hạt nhân của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả rút khoát bằng các tên lửa tiên tiến nhằm vào các cơ sở hạt nhân của chính họ. Theo báo cáo trước đó từ Elab có trụ sở tại London, chính phủ Israel đã cân nhắc xem có nên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran hay không. Trong khi đó, Iran sử dụng chương trình hạt nhân của mình để xây dựng đòn bẩy đàm phán trước áp lực quốc tế theo một bản ghi nhớ tình báo Mỹ công bố hồi tháng 2, bản ghi nhớ đánh giá rằng khi đối mặt với các cuộc tấn công, Iran có thể tìm cách làm giàu uranium tới 90%. Tehran từ lâu đã khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình và đây cũng là lần đầu tiên Iran đề cập rõ ràng đến chương trình vũ khí hạt nhân của mình kể từ khi phát động cuộc tấn công chống lại Israel. Trước đó, các chuyên gia cảnh báo rằng kể từ khi ông Donald Trump từ bỏ hiệp ước hạt nhân giữa Iran và Mỹ, Tehran đã có khả năng chế tạo bom hạt nhân trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Trong khi đó, chuẩn tướng Doron Gavis, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm phòng không Israel, cho biết quốc gia này đang nỗ lực hết sức để xây dựng lại kho dự trữ nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác có thể xảy ra từ Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Diễn biến đó xảy ra khi Mỹ và Anh đưa các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC lưu ý đến lời kêu gọi từ các quan chức Israel thực hiện một cuộc tấn công ngoại giao để đáp trả cuộc tấn công của Tehran. Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất máy bay không vũ trang UAV của nước này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp này nhằm vào 16 cá nhân và hai thực thể cho phép Iran sản xuất UAV, bao gồm các loại động cơ cung cấp lực đẩy cho các UAV biến thể Sahed của Iran được sử dụng trong vụ tấn công hôm 13 tháng 4. Tổng thống Joe Biden cho biết các lệnh trừng phạt đối với Iran đã cho thấy thái độ của Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel và không ngần ngại thực hiện mọi hành động cần thiết để buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, trước kia là Twitter, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Israel Itamar ben gvir cho biết Israel thực sự đã thực hiện một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ của Iran. Kẻ thù không đội trời chung của nước này nhằm trả đũa cuộc không kích của Iran trước đó. Tuy nhiên, ông Ben Kavir cho hay vụ tấn công của Israel vừa qua là yếu đuối, đáng thất vọng và không tương xứng. Một thành viên của Quốc hội Israel cũng ám chỉ rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa vào bên trong lãnh thổ của Iran. Trong khi đó, theo kênh 12 của Israel, Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu các đại sứ quán Israel trên khắp thế giới hạn chế đưa ra tuyên bố liên quan đến cuộc tấn công nhằm vào Iran mới đây. Quân đội Israel từ lâu theo đuổi chính sách cứng rắn khi đối phương tấn công phải đáp trả mạnh mẽ tới mức khiến họ không làm điều đó lần nữa. Theo giới quan sát, không bên nào sẵn sàng thỏa hiệp vì sợ sẽ cho thấy mình yếu đuối trước đối thủ. Nhưng khi hai nước tìm kiếm biện pháp răn đe lớn hơn, nguy cơ họ tính toán sai lầm và bị kéo vào một cuộc xung đột quy mô khu vực sẽ tăng lên. Ophe Friedman, cựu quan chức Israel và hiện là nhà nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College ở London nói, nếu họ tiếp tục đáp trả nhau, tình hình sẽ thực sự căng thẳng. Bên cạnh đó, gian đe là nền tảng phòng thủ của nhiều quốc gia, trong đó bất kỳ cuộc tấn công nào đều sẽ bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều. Cựu quan chức Israel Friedman nói đây là một trong ba trụ cột chiến lược của Israel suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, chiến lược gian đe của Israel không phải lúc nào cũng thành công, điều được thể hiện rõ ràng trong cuộc tấn công của Hamas vào miền nam nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước đó, tình báo Israel vẫn tin rằng Hamas đã bị gian đe sau cuộc xung đột năm 2021 và không còn muốn gây chiến với nước này. Nhưng Israel đã sai lầm. Michael Milstein, cựu sĩ quan tình báo Israel phụ trách các vấn đề Palestine cho biết Hamas khác những đối thủ khác của Israel bởi gian đe thông thường không hiệu quả với họ. Nếu gian đe thất bại, Israel sẽ đưa ra những cảnh báo sớm về một cuộc tấn công. Quay trở lại với cuộc tấn công sáng 19 tháng 4 của Israel nhằm vào Iran, May Litvak, giám đốc trung tâm liên minh nghiên cứu Iran tại Đại học Tel Aviv cho biết, trước đó ông đã cảnh báo rằng nếu Israel phạm sai lầm và kích hoạt cuộc chiến tranh khu vực với Iran trong khi đang tiến hành chiến dịch chống Hamas ở giải Gaza, họ sẽ không được lợi gì, thậm chí có thể hứng chịu hậu quả thảm họa. Trong khi Ras Jim, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel lại nhấn mạnh rằng đây là một giai đoạn mới và có thể được coi là cuộc xung đột trực tiếp đầu tiên giữa Israel và Iran. Cách nó diễn ra tiếp theo có thể tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Ông Hossein Dalirian, người phát ngôn cơ quan không gian Iran, ngày 19 tháng 4 đăng thông điệp trên mạng xã hội X rằng họ nói chúng ta phóng 500 máy bay không người lái UAV và tên lửa khiến Israel hứng chịu đòn tấn công lớn nhất thế giới bằng UAV. Nhưng họ lại phản ứng bằng 3 chiếc drone cánh quạt và tất cả đều bị bắn hạ. Họ còn nói đã không báo trước cho Mỹ. Ông đăng kèm hình ảnh một chiếc flycam và các ký hiệu mặt cười hàm ý chế giễu thông tin Iran bị Israel tập kích tên lửa vào dạng sáng. Thông điệp được đăng vài tiếng sau khi truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin quan chức giấu tên trong chính phủ Mỹ cho hay Israel đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào Iran để đáp trả vụ tấn công hôm 14 tháng 4, khi Iran khai hỏa hàng trăm UAV tên lửa vào lãnh thổ Israel. Iran được cho là có hệ thống vũ khí tối tân sẵn sàng tấn công Israel trong mọi trường hợp. Trong cuộc tấn công vào ngày 14 tháng 4, chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái drone cùng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ Iran bay về phía Israel. Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ ODNI ước tính Iran được trang bị nhiều tên lửa nhất trong khu vực. Hãng thông tấn ISNA của Iran đã công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo của Iran trong đó gồm tên lửa hai tầng Sejin có khả năng bay với tốc độ 17.000 km/h, tầm bay đạt 2.500 km, tên lửa kh 3 với tầm bay 2.000 km. Tên lửa Hakasem có tầm bắn 1.400 km, mang theo đầu đạn trọng lượng 50 kg. Sejin là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng có độ chính xác cao và có thể mang theo 500 kg thuốc nổ. Phía Iran hồi tháng 2 cũng công bố hệ thống phòng không mới với hệ thống tên lửa đạn đạo Aman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarax. Thông báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp vũ khí của Tehran đang phát triển một cách chóng mặt, biến nước này thành nhà cung cấp vũ khí mới nổi trên toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Astiani, tiết lộ hệ thống tên lửa Aman có thể đối đầu với 6 mục tiêu cùng một lúc ở khoảng cách từ 120 đến 180 km. Trong khi đó, hệ thống phòng không Azarax có thể xác định và phá hủy mục tiêu ở cự ly 50 km. Về các drone hãng thông tấn IRNA của Iran ghi nhận một số chiếc drone Sahed-136 bay qua bầu trời Iran dạng sáng 14 tháng 4. Đáng chú ý, Sahed là một chủ đề nhạy cảm trong xung đột Ukraine. Phương Tây không ít lần cáo buộc Iran bán Sahed cho Nga dùng tại Ukraine. Ông Amos Jadlin, một tướng đã nghỉ hưu của Israel, nói với kênh Channel 12 rằng mỗi chiếc drone của Iran được trang bị 20 kg chất nổ. Đài CNN đưa tin hai quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã đánh chặn một số drone của Iran nhằm vào Israel vào dạng sáng 14 tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin này không nói rõ các drone bị đánh chặn thuộc loại nào, bị bắn hạ như thế nào và ở đâu. Liên quan đến việc các máy bay không người lái bị hệ thống phòng không bắn hạ ở Isfahan, khi được hỏi những chiếc máy bay không người lái mà Iran bắn hạ được phóng từ đâu, người phát ngôn của Hội đồng Không gian mạng tối cao Iran Hossein Dalirian nói, Tầm hoạt động của những chiếc máy bay không người lái này rất ngắn, chắc chắn là từ trong nước. Trên trang cá nhân X, ông Dalirian cũng đã có bài đăng hàm ý chế giễu cuộc tấn công của Israel với biểu tượng mặt cười. Họ nói rằng chúng tôi phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào họ, thế mà giờ đây họ chỉ đáp trả bằng 3 máy bay không người lái. Họ cũng nói rằng họ không thông báo cho Mỹ bên cạnh đó một quan chức iran nói với reuters rằng họ không có kế hoạch đáp trả israel vì chưa có thông tin xác nhận đây là vụ tấn công từ nước ngoài một quan chức cấp cao của iran cho biết tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức đối với israel hãng tin reuters dẫn lời quan chức xin giấu tên này cho biết nguồn tin nước ngoài về vụ việc vẫn chưa được xác nhận chúng tôi chưa chịu bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào và cuộc thảo luận nghiêng về hành động xâm nhập hơn là tấn công trong khi đó tờ jadios aronot đưa tin rằng một cuộc tấn công vào iran đã được thực hiện theo cách mà giới lãnh đạo ở tehran có thể dung thứ và kiềm chế các vòng căng thẳng mới với israel tờ báo cho biết cho dù ai thực hiện cuộc tấn công này mục tiêu của nó là một hoặc các cơ sở của lực lượng không quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc nhằm tránh một đợt tấn công ăn miếng trả miếng mới Tuy nhiên, Jediot Aronot cũng không nêu rõ ai đứng sau vụ tấn công. Bình luận về thông tin trên báo Mỹ lại cho rằng đây là cuộc tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran. Ông Dalirian cho biết, có vẻ như truyền thông Mỹ đang nghĩ đến việc Israel tấn công Iran, một cuộc tấn công thất bại với một vài chiếc máy bay bốn cánh bị bắn hạ, không thể coi là một cuộc tấn công thực sự ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trước đó, đài truyền hình ABC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết. Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một địa điểm trên lãnh thổ Iran. Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho biết, vụ tấn công là phản ứng của Tây Jerusalem sau cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 13 tháng 4. Cho đến nay, chính phủ và quân đội Israel vẫn im lặng trước những thông tin về vụ tấn công ở Isfahan, Iran và không trả lời yêu cầu bình luận từ các hãng truyền thông quốc tế. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng phản ứng của Israel đã bị giảm bớt bởi áp lực quốc tế nhằm đảm bảo rằng phản ứng đó không làm căng thẳng với Iran gia tăng thêm. Một quan chức Iran ngày 19 tháng 4 nói với Reuters, "Chúng tôi không ghi nhận dấu hiệu đây là đòn tấn công từ nước ngoài. Cuộc tập kích có thể do những kẻ xâm nhập tiến hành bên trong lãnh thổ Iran", đồng thời phủ nhận khả năng tấn công trả đũa Israel. Trước đó, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không và tuyên bố bắn hạ ba máy bay không người lái UAV trên bầu trời thành phố Isfahan, miền trung nước này, nơi có các cơ sở hạt nhân quan trọng. Quan chức quân đội Iran tại Isfahan nói lực lượng phòng không đã bắn hạ thiết bị đáng ngờ ngoài căn cứ không quân, gây ra một số vụ nổ trên bầu trời, nhưng cho hay sự việc không gây ra bất cứ thiệt hại nào dưới mặt đất. Truyền thông nhà nước Iran dẫn phân tích từ chuyên gia nước này nhận định vụ tấn công ở Isfahan có thể do các lực lượng trà trộn trong nước sử dụng drone cỡ nhỏ, không phải tên lửa hay UAV tầm xa được phóng từ Israel. Trong nhiều ngày, Israel đã cân nhắc về phản ứng đối với cuộc không kích của Iran vào tuần trước. Phía Iran tuyên bố nước này tiến hành cuộc tấn công là nhằm trả đũa cuộc không kích mà Tehran cáo buộc do Israel thực hiện nhằm vào khu phức hợp đại sứ quán của nước này ở Syria hồi đầu tháng. Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, cuộc tấn công vào Iran sáng 19 tháng 4 là do Israel tiến hành. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ không có bình luận nào vào thời điểm này. Thiếu tướng nghỉ hưu của Mỹ Mark Makali nhận định Israel phải duy trì cảnh giác trong trường hợp Iran quyết định đáp trả bằng một hành động phô trường vũ lực khác. Theo ông Makali, bằng cách nhắm mục tiêu vào tỉnh Isfahan, nơi có các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, Israel có thể đang cảnh báo rằng nước này có thể dễ dàng áp đảo hệ thống phòng thủ của Iran. Ông nói, tôi nghĩ rằng nội các chiến tranh Israel đã có một quá trình tính toán rất thận trọng Israel buộc phải trả đũa, nhưng đồng thời bên trong sự trả đũa đó là một thông điệp, đó là chúng tôi có thể vượt qua hệ thống phòng không Iran, đừng tái phạm, nếu hành động một lần nữa, tất cả sẽ bùng nổ. Người phát ngôn của Trung tâm Không gian mạng Iran, Hossein Dalirian, cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 3 máy bay không người lái và hiện không có báo cáo về các cuộc tấn công tên lửa. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cũng khẳng định không xảy ra bất kỳ cuộc tập kích tên lửa nào từ bên ngoài vào nước này trong sáng sớm 19 tháng 4. Ông Ami Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC nói rằng Chúng tôi tấn công Israel bằng vũ khí lỗi thời và phương tiện tối giản. Chúng tôi không triển khai các tên lửa như Khoramsa, Sheji, Shahi Hakasem, Khebasekan hay Fatah 2. Chúng tôi chỉ dùng nỗ lực tối thiểu nhưng đã buộc Israel và phương Tây phải sử dụng tối đa vũ khí. Hãng Sputnik dẫn lời chuyên gia Liban về an ninh quốc gia, ông Ali Hami nói, ông có thông tin Iran đã phóng tên lửa siêu vượt âm Fata 2 trong vụ tấn công Israel ngày 14 tháng 4. UAV cảm tử Shahed cũng xuất hiện trong đợt tập kích. Trong khi đó, The Washington Post hôm 17 tháng 4 cho biết, quân đội Iran có sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Kh-3 Sekan. Ông Johnny Janiak, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh nói rằng, về cơ bản, Iran đã phóng mọi thứ có thể bắn tới lãnh thổ Israel. Các chuyên gia cho biết, tên lửa Shaji-1 và Shahab-3 không xuất hiện trong cuộc tấn công là điều dễ hiểu khi Shahab-3 đã quá lỗi thời, trong khi tên lửa Shaji-1 được cho là rất đắt đỏ. Cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel trước đó đã chứng tỏ sức mạnh quân sự của Tehran và những tiến bộ của chương trình vũ khí nội địa, đồng thời cũng tiết lộ những hạn chế trong kho vũ khí của Iran. Kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran lớn hơn bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông và gần như hoàn toàn sản xuất nội địa. Trong những năm gần đây, Iran đã chứng tỏ khả năng nâng cấp một số hệ thống, cải thiện tầm bắn và độ chính xác của chúng. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, Abofaa Sarkati cho biết, các loại đạn được sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại Israel chỉ chiếm một phần nhỏ sức mạnh quân sự của nước này. Nhưng cuộc tấn công vào Israel cho thấy nhiều tên lửa của Iran có chất lượng thấp Quân đội Israel cho biết 99% tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng đã bị chặn hoặc không phóng được. Ông Benamben Talelu, thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ các nền dân chủ cho biết, Chúng tôi thấy rằng độ chính xác của chúng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chỉ riêng những vũ khí này sẽ không giúp Iran giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Máy bay không người lái được Iran sử dụng trong các đợt tấn công đầu tiên, rẻ, hiệu quả và dễ sản xuất uav iran được sử dụng trong các cuộc tấn công trên khắp trung đông trong nhiều năm iran cũng đã cung cấp uav cho nga trong cuộc tấn công vào israel máy bay không người lái được triển khai để choáng ngợp hệ thống phòng không đối phương và cho phép các loại đạn dược tiên tiến hơn lọt qua lực lượng phòng vệ israel idf cho biết tất cả uav của iran đã bị bắn hạ trước khi bay vào không phận israel ali hami một nhà phân tích quân sự người liban cho biết Iran có lẽ đã thu được những bài học quan trọng về hệ thống phòng không của Israel. Ông Hami nói, đó có thể là một cuộc tấn công thử nghiệm và người Iran đã đạt được điều họ muốn, vượt qua hệ thống phòng không của đối phương, không phải chỉ là chiến thắng mang tính biểu tượng mà là chiến thắng thực sự. Một quả tên lửa lọt qua hệ thống phòng không đã đánh trúng căn cứ không quân của Israel trên sa mạc Negev. Trong khi đó Israel mô tả thiệt hại là rất nhỏ. Bên cạnh đó, một số quan chức Iran cho rằng nước này vẫn chưa sử dụng đến những vũ khí nguy hiểm nhất ông abofa amoui người phát ngôn về an ninh quốc gia của quốc hội iran cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình mayadin của liban chúng tôi sẵn sàng sử dụng những vũ khí mà chúng tôi chưa từng sử dụng trước đây chúng tôi có kế hoạch cho mọi tình huống Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng rất khó để một loại đạn dược cụ thể nào có thể thay đổi cuộc chơi. Thay vào đó, nhiều khả năng Iran sẽ sử dụng các loại vũ khí tương tự trong một cuộc tấn công trong tương lai, nhưng theo một cách khác, đưa ra ít cảnh báo hơn hoặc tung ra đòn tấn công phối hợp với các nhóm chiến binh đồng minh trong khu vực. Hãng Bloomberg hôm 18 tháng 4 đưa tin, tàu Besat của Iran rời vị trí gần bờ biển Yemen vào ngày 4 tháng 4 và ngừng phát tín hiệu nhận diện rồi tái xuất hiện vào ngày 18 tháng 4 tại eo biển Homu với lộ trình có thể cập cảng Bandar Abbas của Iran. Trong khi đó, theo trang tin chuyên về vận tải hàng hải toàn cầu Chetwins, tàu Besat đã phát tín hiệu nhận diện hải trình và tốc độ AIS trở lại vào hôm ngày 16 tháng 4 trong lãnh hải Iran, khoảng 12 ngày sau khi ngắt kết nối bộ phát khi đang di chuyển ở Vịnh Aden. Tàu Besat vốn được đăng ký là tàu hàng của một công ty Iran trong danh sách cấm vận của Mỹ, giới chức Iran từng mô tả đây là tàu hậu cần và thông tin để hỗ trợ tàu hàng nước này. Giới quan sát và quan chức tình báo Mỹ, những tháng qua đã có nhiều lần cáo buộc tàu Besat đóng vào năm 1999 với lượng giãn nước hơn 23.000 tấn, thực chất là căn cứ trinh sát và chỉ huy tiền phương của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Tàu bị cáo buộc thu thập thông tin phương tiện di chuyển qua khu vực và gửi về lực lượng hầu thi tại Yemen để xác định mục tiêu. Besat có bề ngoài trông giống như một tàu chở hàng khô, tàu này đã di chuyển đến Vịnh Aden hồi tháng 1 năm nay sau nhiều năm ở Biển Đỏ, đúng vào thời điểm các cuộc tấn công vào tàu thuyền ngoài khơi Yemen gia tăng. Kể từ đó, tàu này di chuyển theo một lộ trình khác thường, chậm chạp và quanh co xung quanh vùng biển gần lối vào Biển Đỏ. Các chuyên gia cũng ghi nhận số cuộc tấn công của Houthi giảm đi trong tháng trước, cũng là khoảng thời gian mà tàu Besat dường như không hoạt động. Ông John Gahagan, chủ tịch công ty chuyên về rủi ro hàng hải Setna Global, nhận định nếu là một tàu chở hàng thì hành vi của tàu Pesat được đăng ký ở Iran và trao cơ Iran là cực kỳ bất thường. Ông nói về các hoạt động của tàu này và mối liên hệ của nó với các cuộc tấn công của Houthi. Nhiều câu hỏi lớn được đặt ra về vai trò của con tàu này trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Nếu tàu này không cung cấp cho Houthi thông tin tình báo về hoạt động của tàu thuyền, thì tàu này đang làm gì? Vào thời điểm tàu Chu Confidence bị tấn công, tàu Pesat cách đó 43 hải lý. Cuộc tấn công này diễn ra tiếp nối 6 cuộc tấn công khác ở Vịnh Aden hoặc ở lối vào Biển Đỏ chỉ trong 15 ngày. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp nhấn mạnh mối lo ngại về việc tàu thuyền Iran lảng vàng ngoài khơi Yemen. Ông nói, cả thế giới cần tiếp tục gây sức ép lên Iran để chấm dứt hành vi này. Giới chức Mỹ cáo buộc Iran cung cấp thông tin tình báo chiến thuật cho Houthi để hỗ trợ các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Trong khi đó, các quan chức Iran ca ngợi các cuộc tấn công của Houthi, nhưng bác bỏ cáo buộc của Mỹ sau khi Washington cho rằng Tehran đã tham gia lên kế hoạch hoặc cung cấp vũ khí cho Houthi. Theo kênh số 12 của Israel, mối lo ngại về việc Thủ tướng Netanyahu cùng các lãnh đạo chính trị và quân đội nước này bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC bàn lệnh bắt giữ đang ngày càng tăng lên. Sự việc nghiêm trọng đến mức vừa qua, Thủ tướng Netanyahu đã phải tiến hành cuộc thảo luận khẩn cấp với Bộ trưởng các bộ, ngoại giao, tư pháp và các vấn đề chiến lược cùng một số chuyên gia luật của chính phủ nhằm bàn biện pháp đối phó. Tại cuộc thảo luận, Thủ tướng và các quan chức chính phủ Israel nhất trí sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của các lực lượng ngoại giao quốc tế có ảnh hưởng để hỗ trợ tháo gỡ vấn đề. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, cam kết trên được Thủ tướng Netanyahu đưa ra trong một tuyên bố qua video thực hiện sau khi Tòa án Công lý Quốc tế ICJ trực thuộc Liên Hợp Quốc ra phán quyết yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza. Trong tuyên bố, ông Netanyahu cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo và đảm bảo an toàn cho dân thường tại Gaza. Phán quyết của ICJ yêu cầu Israel đảm bảo không vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại giải Gaza. Phán quyết cũng kêu gọi Israel khẩn trương có những bước đi nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại giải đất ven biển này. Chủ tọa phiên tòa Joan Donohue đề nghị Israel báo cáo về việc thực thi phán quyết này của tòa trong vòng một tháng. Phán quyết trên được đưa ra sau khi Nam Phi vào tháng 12 năm 2023 đã đệ đơn lên ICJ kiện Israel vi phạm các nghĩa vụ trong Công ước Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng liên quan đến người Palestine tại giải Gaza. Sau khi ICJ ra phán quyết trên, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ hy vọng Israel sẽ tuân thủ phán quyết. Trong bài phát biểu ngắn gọn sau phán quyết của ICJ, tổng thống Ramaphosa đánh giá phán quyết này là bước quan trọng đầu tiên đối với nỗ lực của Nam Phi nhằm đảm bảo công lý cho người dân Gaza. Ông hy vọng điều này sẽ mở đường cho việc kết thúc cuộc khủng hoảng tại đây. Phán quyết của ICJ đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế. Bộ ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng và tuân thủ phán quyết. Trên mạng xã hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng phán quyết của ICJ sẽ giúp ngăn chặn thương vong trong dân thường tại giải Gaza. Ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn và hướng đến một nền hòa bình lâu dài tại Gaza. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định tiếp tục ủng hộ các giải pháp hòa bình, chấm dứt giao tranh, trao trả con tin, tăng cường viện trợ nhân đạo tại Gaza đồng thời thành lập một nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel trên cơ sở biên giới trước năm 1967. Từ Bruxelles, Liên minh châu Âu-EU ra tuyên bố kêu gọi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza ngay lập tức tuân thủ đầy đủ phán quyết của ICJ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này nhằm vào Israel đêm 13 tháng 4. Quyết định trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của EU diễn ra ở thủ đô Bruxelles của Bỉ trong hai ngày 17-18 tháng 4. Phát biểu tại hội nghị, chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nêu rõ, lệnh trừng phạt sẽ nhắm vào các công ty của Iran liên quan đến hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa. Các nhà lãnh đạo EU cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh điều quan trọng hơn cả là Israel không nên tiến hành một cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn. Cùng ngày, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cam kết đảm bảo hợp tác chặt chẽ trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Các bộ trưởng đã nhóm họp bên lề hội nghị mùa xuân năm 2024 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới VKB tại Washington. Thông báo sau cuộc họp nêu rõ G7 sẽ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ thông qua mọi biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng của Iran trong việc mua, sản xuất hoặc chuyển giao vũ khí, hỗ trợ các hoạt động gây bất ổn trong khu vực. Trước đó, Iran đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1 tháng 4 mà Tehran cho rằng Israel đã thực hiện. Iran nêu rõ cuộc tấn công của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, viện dẫn điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định không có ý định tiếp tục hoạt động này và không tìm cách gây gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã cảnh báo sẽ có phản ứng quy mô lớn nếu Israel có động thái trả đũa dù là nhỏ nhất. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ tự đưa ra quyết định về an ninh của mình và sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước. Cộng đồng quốc tế hiện đang liên tục kêu gọi các bên kiềm chế, tránh gây gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ngoại trưởng Jordani Ayman Safadi đã cảnh báo mọi cuộc tấn công đáp trả của Israel có thể đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc xung đột tàn khốc. Trả lời phỏng vấn truyền thông của Jordani, ông cho biết Jordani đang nỗ lực cùng các nước khác ngăn chặn nguy cơ căng thẳng gia tăng có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng đối với an ninh và sự ổn định của khu vực. Ngoại trưởng Safari nhấn mạnh Jordani sẽ hành động kiên quyết trong trường hợp bùng nổ căng thẳng, khẳng định sẽ không cho phép các bên biến Jordani thành tiền tuyến có vị trí địa lý giáp với Israel và bờ Tây, Jordani đã đánh chặn phần lớn tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran bay qua không phận của mình hướng tới Jerusalem và các mục tiêu ở Israel. Việc Hezbollah tấn công Israel mới đây được cho là màn trả đũa trực tiếp dành cho việc Israel không kích vào miền nam Liban. Trong thông báo đưa ra ngày 17 tháng 4, phía Hezbollah cho biết đã tập kích cơ sở quân sự tại làng Al-Aramse ở miền bắc Israel israel cho hay vụ việc làm nhiều binh sĩ bị thương đồng thời xác định hezbollah đã sử dụng tên lửa chống tăng và uav trong cuộc tấn công phía hezbollah tuyên bố vụ tấn công trên nhằm đáp trả việc israel bắn hỏa lực vào các mục tiêu ở miền nam liban khiến ông ismail bas một chỉ huy hezbollah đã bị sát hại tại thị trấn ain eben ông bas được cho là người đứng sau các vụ tấn công bằng tên lửa và đạn chống tăng vào israel theo thông tin từ cơ quan an ninh liban Israel còn tấn công hai phương tiện tại thị trấn Chehabije, cũng ở miền Nam. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy UAV lao xuống làng và phát nổ, coi báo động không kích hoạt trước vụ tập kích. Israel sau đó được cho là đã tiếp tục không kích tấn công hai thành viên Hezbollah là Mohammed Sehori, chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan và Mahmoud Ibrahim Faden Ala. Tuyên bố của Hezbollah không xác nhận chức vụ của những thành viên thiệt mạng trong đòn tấn công từ Israel. Giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và quân đội Israel diễn ra gần như hàng ngày từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố đang hành động để ủng hộ Hamas và người dân ở Gaza. Hezbollah là một tổ chức Hồi giáo hùng mạnh ở Liban và được biết nằm trong số các nhóm do Iran bảo trợ tại Trung Đông. Tính từ năm 2006 tới nay, đây là giai đoạn đối đầu nhất giữa hai bên nguy cơ xung đột Hezbollah Israel bùng nổ trở nên lớn hơn sau vụ Israel tấn công khu vực tòa nhà ngoại giao Iran ở Syria dẫn tới việc Iran lần đầu tiên khai hỏa trực tiếp với hàng trăm drone và tên lửa nhắm vào đất Israel. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan cho biết, Hamas sẵn sàng giải tán cánh vũ trang và tiếp tục là đảng chính trị sau khi công nhận nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Trang tin Middle East Eye cũng đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó ông Fidan tuyên bố, tại các cuộc gặp đại diện Hamas trong nhiều năm, phong trào này khẳng định sẽ chấp nhận nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967. Ông cũng nhắc lại phát biểu của phía Hamas cho rằng, với việc thành lập nhà nước Palestine, Hamas, trên tư cách là một phong trào kháng chiến có vũ trang, sẽ không có lý do gì để tồn tại và sẽ chỉ tiếp tục hoạt động với danh nghĩa là đảng chính trị. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Palestine đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận tư cách thành viên đầy đủ của nước này. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã không thể thông qua nghị quyết công nhận tư cách thành viên của Palestine do vấp phải phản đối của Mỹ, đồng minh thân cận của Israel. Thủ lĩnh của Hamas, Ismail Haniyeh, sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này và hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan Tại cung điện Dolmabahce ở thành phố Istanbul trong ngày 20 tháng 4 cuối tháng 10 năm ngoái, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có phát biểu đáng chú ý về Hamas. Ông Erdogan đã khẳng định Hamas không phải tổ chức khủng bố mà là một nhóm giải phóng chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân Palestine. Ông Erdogan cũng đã nhiều lần kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức. Đồng thời các nước hồi giáo phải cùng nhau hành động để đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực. Ông cũng cho biết Ankara sẵn sàng đảm nhận vai trò bảo lãnh nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Với nỗ lực của nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ, vòng đàm phán mới giữa Hamas và Israel đã được nối lại trước đó tại Cairo. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc đàm phán này chưa ghi nhận bước đột phá nào trong kế hoạch do các nhà hòa giải đưa ra nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn mới và thỏa thuận thả con tin. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, CX Mohammed bin Abdurrahman Anthony, đã nhận định các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại giải Gaza và thỏa thuận thả các con tin đang bị đình trệ và ở giai đoạn nhạy cảm. Đến nay, Hamas vẫn giữ nguyên các yêu cầu về thỏa thuận cho cuộc xung đột với Israel là phải có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quân đội Israel rút khỏi toàn bộ giải Gaza, đưa những người di tản về lại nơi cư trú của họ, tăng cường các hoạt động cứu trợ và bắt đầu công cuộc tái thiết. Ngược lại, Israel muốn đảm bảo toàn bộ con tin được trả tự do và tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi lực lượng quân sự Hamas bị loại bỏ. Theo tờ Prada chia sẻ trên Telegram, ông Vladimir Vladimirov, thống đốc vùng Staropopskray, cho hay thông điệp khẩn cấp, một chiếc máy bay đã bị rơi trên cánh đồng ở quận Krasnova Deiskoe. Theo báo cáo ban đầu, không có thiệt hại hay thương vong và các phi công đã thoát ra ngoài. Ông không cung cấp thêm chi tiết về vụ tai nạn nhưng cho đăng một bức ảnh về chiếc máy bay bị rơi. Thống đốc Staropoy Cry nhấn mạnh, tất cả các cơ quan liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường. Kênh Telegram Fighter Boomer, được cho là của một phi công Nga, đăng video cho thấy chiếc Tu-22M3 xoay tròn nhiều vòng, rơi gần như thẳng đứng xuống đất với động cơ bốc cháy. Ảnh hiện trường cho thấy nhiều phần của máy bay cháy rụi nằm trên cánh đồng, khu vực xung quanh dường như không bị ảnh hưởng nhiều do anh tạc cơ không mang theo bom đạn. Ba thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán và đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một phi công khác. Máy bay không chở đạn dược và không gây ra sự tàn phá nào trên mặt đất. Một số nguồn tin Ukraine cho rằng máy bay bị bắn hạ, song cơ quan chức năng Nga cho biết kết quả điều tra ban đầu là vụ tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, tướng Mykola Olechuk, tư lệnh không quân Ukraine, tuyên bố lực lượng phòng không nước này kết hợp với Tổng cục Tình báo Quân đội đã lần đầu tiên hạ một anh tạc cơ TU-22M3, tướng Oleg Chuk cho hay chiếc Tu-22M3 này đã phóng tên lửa hành trình Kh-22 vào Ukraine trong đợt tập kích ngày 19 tháng 4. Không quân Ukraine không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho điều này, cũng không nói rõ đã dùng vũ khí gì để bắn hạ máy bay. Liên Xô phát triển oanh tạc cơ Tu-22M từ cuối những năm 1960, biến thể Tu-22M3 lần đầu cất cánh năm 1977 và biên chế 6 năm sau đó chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra và nhận lệnh sẵn sàng tấn công các biên đội tàu sân bay Mỹ. TU-22M3 có phi hành đoàn 4 người, tốc độ tối đa gần 2.000 km, trần bay 14.000 m, tầm bay 6.800 km và bán kính chiến đấu 2.500 km. Máy bay có thể mang theo 3 tên lửa diệt hạm KH-22, KH-32 với tầm bắn 600 km và đầu đạn thông thường nặng 1 tấn, 6 đến 10 tên lửa KH-15 hoặc 4 tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinzai. Ngoài tên lửa, TU-22M3 có thể theo 69 quả bom FAB-250, 18 bom FAB-500, 8 bom FAB-1500 hoặc các loại thủy lôi khác tùy nhiệm vụ. Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Kiev và phương Tây đang đứng trước thời điểm quyết định quan trọng và đối mặt với một câu hỏi căn bản đó là làm thế nào có thể ngăn chặn các cuộc tiến công xa hơn của Nga và đảo ngược tình thế hiện nay. Sau khi giành được thị trấn Adipka, các lực lượng của Nga đang tiến lên từng đợt trong các khu vực khác dọc tiền tuyến. Adipka nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, thành phố lớn nhất của khu vực Donetsk khoảng 20 km. Việc Nga kiểm soát Adipka là đòn dáng về mặt chiến lược nhằm vào quân đội Ukraine. Ngoài ra, Adipka là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine nhiều năm qua nên sự thất thủ của thành phố này đã ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội Ukraine. Adipka thất thủ đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi cửa ngõ Donetsk cũng như mở ra các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho lực lượng Nga trong khu vực. Kiểm soát Adipka cũng đưa Nga tiến gần hơn thêm một bước tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Theo kênh Military Summary có một cái bẫy mang tên Donetsk những trận chiến khốc liệt đang hoành hành khắp thành phố nơi ukraine đang thua một số thành phố đang trên đà sụp đổ sau khi chiếm được lực lượng vũ trang nga sẽ mở rộng không gian hoạt động vô cùng thuận lợi và chỉ có con sông donip rộng lớn mới có thể ngăn chặn được lực lượng nga nhưng không giữ phòng tuyến được lâu thực tế cho thấy trừ mặt trận đông bắc với trọng điểm cốp tương đối yên ắng trên tất cả các khu vực còn lại lực lượng moscow đều phát động tấn công với cường độ vừa phải tiến chậm nhưng chắc Điều này buộc lực lượng Kiev vốn đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc phản công hè thu năm ngoái phải căng mình chống đỡ và được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần giang đơn ép cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố thành lập nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Dnep thuộc tỉnh Kherson cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân đơn ép của Nga được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân Donetsk cũ và nhóm quân Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng Ukraine như chiến dịch lập đầu cầu ở làng Krynky. đồng thời cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đội tuần giang P sẽ đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên sông thay cho hạm đội biển đen của Nga vốn đã lùi hoạt động về khu vực phía đông biển đen sau loạt vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng như xuồng cảm tử của Ukraine. Tuy nhiên cơ quan này đánh giá đơn vị mới thành lập của Nga có thể dễ bị phá hủy trước xuồng cảm tử của Ukraine, loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên Biển Đen. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết đội tuần giang Donbass sẽ chống lại các cuộc đột kích qua sông của Ukraine cũng như nỗ lực của họ nhằm duy trì hiện diện hạn chế ở khu vực bờ đông. Chưa rõ quy mô và mức độ trang bị của đơn vị mới song quân đội Nga có thể sử dụng lực lượng này để hỗ trợ những đợt tấn công vượt sông sang phía bờ Tây, nơi Ukraine kiểm soát. Theo ISVK, sự xuất hiện của đội tuần giang Donetsk nhiều khả năng sẽ buộc Ukraine phải đưa nhân lực và trang thiết bị vốn đang khan hiếm vào khu vực này để đối phó. Các máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã nhắm vào trung tâm kỹ thuật vô tuyến 590 của đơn vị 84680 ở thành phố Kovinkino, Kovinkino nằm ở Cộng hòa Modovia, cách biên giới Ukraine 580 km. Địa điểm này là nơi đặt radar 29B6 container tạo thành một phần của mạng lưới trinh sát và cảnh báo sớm của Nga đối với các cuộc tấn công trên không, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Truyền thông Ukraine đưa tin tòa nhà của sở chỉ huy tại địa điểm này đã bị hư hại trong cuộc tấn công, trong khi chính quyền Nga cho biết hai UAV đã bị bắn hạ. Ukraiska Pravda dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết kết quả của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá. Nếu hệ thống radar container bị ảnh hưởng, các cuộc tấn công có thể đã đáp ứng một trong những điều kiện xác định khả năng Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân như sắc lệnh của Tổng thống năm 2020 đã đặt ra. Những điều kiện này bao gồm nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga và hoặc các đồng minh và việc đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ nga và hoặc đồng minh các tiêu chí được liệt kê là tác động của đối phương đối với các cơ sở quân sự hoặc cơ sở nhà nước quan trọng của liên bang nga nếu ngừng hoạt động sẽ dẫn đến sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân và sự gây hấn chống lại liên bang nga sử dụng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa mối đe dọa hạt nhân dù là qua vũ khí hạt nhân hay thảm họa tại một trong nhiều nhà máy điện dân sự ở vùng chiến sự đã phủ bóng lên cuộc xung đột ở Ukraine. Kể từ khi nó nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin và các quan chức hàng đầu của ông đã nhiều lần cảnh báo về một cuộc đối đầu hạt nhân do phương Tây can dự vào cuộc xung đột. Chính quyền Mỹ và các nước phương Tây cũng lo ngại về vũ khí hạt nhân, trong đó nổi bật là e ngại liên quan đến đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga nhằm mục đích sử dụng trên chiến trường cục bộ Hồi tháng 3, ông Putin nói các đối thủ phương Tây phải nhận ra rằng chúng ta cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Ông nói thêm, tất cả những điều này thực sự đe dọa một cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt của nền văn minh. Họ không hiểu điều đó hay sao? Trong báo cáo ngày 18 tháng 4, tình báo Anh lưu ý lực lượng Nga đã di rời phần lớn tàu quân sự của hạm đội Biển Đen từ thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đến Novorossiysk nằm xa hơn về phía đông. Hồi đầu tháng 4, tình báo Anh cho biết, một tàu khu trục tên lửa lớp Grigorovich đã tiến hành hoạt động xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk. Những tàu chiến hiện đại của Nga như tàu lớp Grigorovich thường có hệ thống phóng thẳng đứng để phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Những tên lửa loại này trước đây thường được đưa lên thuyền ở cảng Sevastopol. Tình báo Anh nhận định, sau khi chỉ huy hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm vào tháng 3 năm 2024, hạm đội này đã giảm các hoạt động xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Theo tình báo Anh, hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục neo đậu ở Novorossiysk vì đây là cách tốt nhất để tránh các cuộc tấn công của Ukraine từ trên biển. Cơ quan này cho biết cơ sở hạ tầng bảo trì, hậu cần và xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk có thể đã được cải thiện để hỗ trợ việc đóng quân vô thời hạn của các tàu hạm đội Biển Đen của Nga. Hồi tháng 3, các kênh Telegram đưa tin ông Viktor Sokolov, tư lệnh hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm sau khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy thêm tàu chiến của Nga. Nhưng thông tin về người kế nhiệm là ông Sergei Pinchak mới chỉ được công bố hồi đầu tháng 4. Theo đó, ông Sergei Pinchak được bổ nhiệm làm tư lệnh hạm đội Biển Đen. Phía Anh cũng tiết lộ đã phát hiện 4 xà lan đặt tại lối vào cảng Novorossiysk. Họ nhận định chúng được sử dụng để tăng cường năng lực phòng vệ của cảng biển này trước nguy cơ xuồng không người lái USV Ukraine tấn công. Tờ Business Insider của Mỹ đưa tin các hình ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng 3 bởi công ty Maxa Technologies cho thấy xà lan được kéo đến lối vào cảng Novorossiysk. Các xà lan này cũng xuất hiện trong hình ảnh cách đó không lâu do tình báo Anh chia sẻ. Lực lượng hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần biển đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát và tên lửa của Ukraine. Lực lượng này được cho là đang xây dựng căn cứ mới cho hạm đội biển đen tại vùng đòi ly khai của Georgia cách Ukraine hơn 600 km. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, hạm đội vẫn đang gặp khó khăn trong những nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị, đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn với ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine, Stratcom báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm kilo. Ngồi trong văn phòng tòa soạn, tổng biên tập Maxim Zabelia 38 tuổi quyết tâm xuất bản tờ báo cuối cùng còn hoạt động ở miền đông Ukraine. Ông Zabelia cho biết xung đột là điều quá quen thuộc với người dân ở thành phố Minorat, còn được biết đến là thành phố Hòa Bình kể từ khi phong trào ly khai bùng phát ở vùng Donetsk năm 2014. Nhưng gần đây, khi Nga ngày càng đạt thêm bước tiến trên chiến trường, anh nói chiến tuyến ngày một tiến sát hơn. Minorat liên tục hứng chịu giao tranh, hàng chục tòa nhà và doanh nghiệp bị hư hại nặng vì không kích nhiều cư dân thiệt mạng dưới mưa bom bão đạn và thành phố đang chuẩn bị cho khả năng đối mặt nhiều cuộc tấn công hơn nữa. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Suisky nói, tình hình ở mặt trận Biển Đông tồi tệ hơn khá nhiều trong những ngày gần đây. Ông nói thêm rằng, lực lượng Nga đang tập trung vào khu vực Minorat, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của chúng tôi bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng, thiết giáp. Ông Zabelia cho biết, người dân ở đây đã chịu đựng tình cảnh này suốt 10 năm qua và quen với những rủi ro nơi tiền tuyến. Ông nói, chúng tôi đang trải qua giao tranh toàn diện, không còn hy vọng vào ngày mai, nhiều người đã sơ tán và những người khác đang tìm cách vượt qua. Cách adipca khoảng 30 km về phía tây bắc, Minorat nằm trong tầm ngắm của Nga. Các thành phố tiền tuyến lân cận như Kostiantynivka, Karamatos, Pokrov và Slovian đều hứng chịu những đợt tấn công mạnh mẽ và liên tục của Nga, khiến người dân địa phương không còn lựa chọn nào khác ngoài sơ tán. Ông Swisky nhận định, Nga nhắm mục tiêu chiếm thị trấn Chasovza trước ngày 9 tháng 5, tạo tiền đề cho một trận giao tranh quan trọng nhằm giành kiểm soát vùng biển đông Ukraine. Theo Reuters, nếu thị trấn Chasovka phía tây thành phố Bắc Mút thất thủ vào ngày Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai ngày 9 tháng 5, điều đó sẽ cho thấy động lực ngày càng tăng của các lực lượng Moscow trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với sự suy giảm viện trợ quân sự của phương Tây. Kênh Military Summary vừa công bố bản đồ cho thấy, khả năng cao là quân đội Nga sắp đột nhập vào tới kênh đào Seversky Donetsk Donbass và cắt Chasovka thành hai phần. Cách đánh của họ khá giống với trận chiến thắng lợi giành Adipka khi cắt đôi thành phố một cách thần tốc, buộc lực lượng Kiev phải rút chạy hoàn toàn. Tuy nhiên, theo kênh Suri Map, việc quân đội Nga đã tới được kênh đào cần chờ thêm thông tin kiểm chứng. Mũi xung kích gần đó nhất của họ vẫn là núi Baba. Ba. Trung tâm giao tranh đang diễn ra ở tiểu khu Canan, nơi lực lượng Moscow tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU vừa qua đã ra tuyên bố tái khẳng định ưu tiên hỗ trợ quân sự, cải thiện năng lực phòng không cho Ukraine và thúc đẩy việc thành lập Liên minh thị trường vốn chung châu Âu. Trong thông cáo đưa ra sau hội nghị, lãnh đạo hai bảy nước thành viên EU tiếp tục nhấn mạnh sự ủng hộ tuyệt đối về quân sự dành cho Ukraine. EU sẽ thúc đẩy hợp tác nội khối và với Ukraine trong các lĩnh vực phòng thủ mạng, an ninh biên giới cũng như cung cấp đạn dược, vũ khí phòng thủ và nhất là tăng cường liên minh phòng không do Pháp và Đức dẫn đầu. Phát biểu tại phiên họp báo, thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo, phương Tây sẽ cung cấp thêm cho Ukraine 7 tổ hợp phòng không Patriot. Ông Olaf Scholz nói chúng tôi dự kiến sẽ chuyển thêm cho Ukraine 7 tổ hợp phòng không 3 một trong số này sẽ là do Đức cung cấp và số còn lại sẽ đến từ các nước thành viên NATO khác. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết, ngoài tổ hợp phòng không 3 Đức cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không IRIS-T, cùng đạn dược tương thích đi kèm. Trong khi đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố EU sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, ủng hộ đề xuất sử dụng các nguồn thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraina Ngoài ra, EU sẽ thiết lập một cơ chế trừng phạt mới đối với những thực tế có ý định thao túng thông tin và tạo ra các hình thức gây bất ổn hoặc can thiệp chính trị tại châu Âu trong bối cảnh cuộc bầu cử châu Âu chuẩn bị diễn ra trong hai tháng nữa. Các nhà lãnh đạo châu Âu thống nhất cần thúc đẩy một hiệp ước cạnh tranh mới để thu hẹp khoảng cách về kinh tế trước các đối thủ lớn là Mỹ và Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, hàng năm có khoảng 300 tỷ euro tiền đầu tư châu Âu chảy ra nước ngoài và phần nhiều là hướng đến Mỹ. Theo đó, EU sẽ hướng tới thành lập một liên minh thị trường vốn hay một thị trường tài chính chung với mục tiêu giữ chân các nhà đầu tư tại châu Âu cũng như huy động được một phần trong tổng số ước tính lên đến 33.000 tỷ euro tiền tiết kiệm của người dân châu Âu để chuyển đổi thành các khoản đầu tư cần thiết cho các doanh nghiệp phục vụ các mục tiêu chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Tuy nhiên, một số thành viên nhỏ như Ireland và Luxembourg bày tỏ lo ngại rằng liên minh thị trường vốn chung sẽ tập trung quyền lực điều tiết vào các nước lớn như Đức và Pháp. Ngoài ra, Hội nghị thượng đình cũng bộc lộ bất đồng trong nội bộ EU xung quanh biện pháp vay nợ chung từng được áp dụng để phục hồi kinh tế hậu Covid-19, để thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng chung châu Âu và hỗ trợ Utena giữa bên ủng hộ gồm các thành viên Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, với bên phản đối do Đức đứng đầu cùng Hà Lan và các nước Bắc Âu. Trong khi đó, liên quan đến tình hình Trung Đông, các nước EU nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran, với mục tiêu ngăn chặn việc sản xuất và chuyển giao tên lửa và máy bay không người lái của Iran cho Nga và các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông. EU cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, tái khẳng định cam kết ủng hộ một nền hòa bình lâu dài và bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại. Liên quan đến việc một bộ phận người nước ngoài bất chấp nguy hiểm đăng ký ra tiền tuyến chiến đấu cho Ukraine, có nhiều lý do khiến một người nước ngoài nhập ngũ chiến đấu trong một cuộc xung đột không liên quan gì đến họ. Trong số những lý do quan trọng nhất là tiền, các hợp đồng chiến đấu không có thời hạn ở Ukraine trả trung bình khoảng 2.500 đô la Mỹ, hơn 63 triệu đồng một tháng. Đây là một mức lương hấp dẫn đối với một số người từ các quốc gia có ít cơ hội kiếm được thu nhập cao. Tuy nhiên, một số binh sĩ của Quân đoàn Quốc tế số 2, quân đoàn được thành lập theo chỉ đạo của Tổng thống Ukraine trong những ngày sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự nói rằng họ đang tìm kiếm điều gì đó hơn thế nữa một binh sĩ quốc tịch Ba Lan có bí danh là Conrad 13, nói rằng cuộc xung đột như một lời kêu gọi, thậm chí là một điều may mắn đối với anh. Anh nói rằng, ở quê nhà, anh đã phải lớn lên trong khó khăn. Sau đó, ở tuổi 41, anh cảm thấy như mình đang đi vào ngõ cụt. Anh Conrad 13 nói, bên cạnh mức lương rất hấp dẫn, tôi cũng cảm thấy có mục đích. Khi đến đây, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu phát triển mình ở đây. Đó là một sự tiến bộ và tôi cảm thấy cuộc sống đã quay trở lại với mình. Tôi đã thay đổi và trở thành một người khác. Bây giờ, đây là gia đình của tôi, một gia đình thực sự. Trước đó, vào hồi tháng 1 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố dự thảo luật có thể mở đường cho người nước ngoài giúp Kiev trong xung đột với Nga được nhận quốc tịch Ukraine. Ông Zelensky đưa ra nhận định trên trong lúc thông báo về dự luật mới chính thức cho phép người Ukraine được có song tịch ngoại trừ quốc tịch Nga. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự, hàng nghìn người nước ngoài đã đổ xô tới Ukraine để giúp kháng cự lực lượng Moscow một số đơn vị bao gồm thành viên người Belarus và người Nga cũng tham gia chiến đấu. Phía Nga gọi những người này là lính quân sự tư nhân nước ngoài và đồng thời là mục tiêu quân sự chính đáng. Một số người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine đã bị Nga bắt làm tù binh và đưa ra xét xử. Theo luật quốc tế, lính quân sự tư nhân là người chiến đấu chủ yếu vì lợi ích tài chính và được trả lương cao hơn đáng kể so với lực lượng vũ trang địa phương. Ngày 18 tháng 4, Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết giới chức nước này thông báo bắt một công dân nước này nghi liên quan âm mưu ám sát tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nam nghi phạm vừa qua đã bị bắt. Công dân Ba Lan tên Pawelka bị nghi cung cấp thông tin cho tình báo quân đội Nga và giúp đặc nhiệm Nga lên kế hoạch ám sát nhằm vào tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo các công tố viên, Pawelka đã tìm cách liên lạc với những người Nga tham gia xung đột ở Ukraine và định cung cấp thông tin chi tiết về sân bay Zsup Jasionka, Đông Nam Ba Lan cho họ. Sân bay Dresdorp, Jasionka nằm gần biên giới với Ukraine là cửa ngõ để cung cấp viện trợ quân sự nhân đạo cho Ukraine. Ông Zelensky thường quá cảnh tại sân bay này khi công du nước ngoài. Sân bay đang do binh sĩ Mỹ kiểm soát. Nếu bị kết tội, Pavelka có thể đối mặt án tù tối đa 8 năm. Văn phòng công tố quốc gia Ba Lan cho biết, các công tố viên Ukraine đã cung cấp thông tin liên quan cho Ba Lan, giúp Vác thu thập bằng chứng quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky bị lên kế hoạch ám sát. Trước đó, cơ quan an ninh Ukraine SBU thông báo rằng họ đã bắt giữ một phụ nữ cung cấp thông tin tình báo cho người Nga về vị trí của Tổng thống Volodymyr Zelensky, qua đó phá vỡ một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Ukraine. Theo nhà chức trách Ukraine, nghi phạm là cư dân của thành phố cảng Ochakov thuộc vùng Nikolaev, từng làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng cung cấp hậu cần quân sự. SBU cho biết họ đã bắt quả tang người phụ nữ này khi đang chuyển thông tin tình báo cho phía Nga. Người phụ nữ được cho là đã hỏi về lịch trình và lộ trình của Tổng thống Zelensky trước chuyến thăm của ông tới vùng Nikolaev vào tháng 6 năm 2023. SBU đã phát hiện ra người này và thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung để bảo vệ Tổng thống, đồng thời triển khai các đặc vụ để thu thập thêm bằng chứng về nghi phạm cung cấp thông tin cho Nga. Cơ quan an ninh Ukraine cáo buộc người phụ nữ này cũng đã tìm cách xác định vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử và kho đạn dược ở khu vực Ochakov để người Nga có thể nhắm mục tiêu vào chúng trong một cuộc không kích lớn. Cô ta bị cáo buộc đã đi khắp quận và chụp ảnh vị trí của các tài sản của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời bí mật hỏi về chúng trong các tổ chức xã hội ở địa phương. Thông báo của SBU được đưa ra sau khi Politico đăng một bài báo về các kế hoạch dự phòng của Kiev trong trường hợp Tổng thống Zelensky bị ám sát, điều mà tờ báo này cho rằng ông đã nhiều lần tránh được trong gang tấc. Tại diễn đàn lãnh đạo của trung tâm Boost ở Dallas, Mỹ hôm ngày 18 tháng 4, Giám đốc CIA William Burns cho rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Ukraine sẽ thất bại trước Nga vào cuối năm 2024. Theo ông Burns, Ukraine đang ở thời điểm khó khăn trên chiến trường. Với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ, các lực lượng ép có thể tự đứng vững trên chiến trường vào năm 2024 và duy trì giao tranh với Nga trong các đợt tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Crimea. Giám đốc CIA nói, nếu có Mỹ sát cánh, Ukraine hoàn toàn có khả năng tự cầm cự trong năm nay và đập tan luận điểm của Tổng thống Putin rằng thời gian đang đứng về phía ông ấy. Phát biểu của ông Bern được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục chỉ hoãn viện trợ cho Ukraine. Quan điểm đối lập giữa các nhà lập pháp đã cản trở việc thông qua viện trợ, trong đó hầu hết các hạng nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc tiếp tục tài trợ cho Kiev sẽ không có lợi cho Mỹ. Ông Bern nói, tôi nghĩ có một nguy cơ rất thực tế là Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024, hoặc ít nhất Tổng thống Putin đang nắm đằng chui nếu hai bên quyết định đi đến giải pháp chấm dứt chiến tranh trên bàn đàm phán. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Bad Ryder cho biết Mỹ đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà Kiev cần. Ông Ryder nói, người Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi và lòng dũng cảm dưới bom đạn. Chúng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi cũng hiểu tình hình khó khăn hiện nay. Đây không phải lần đầu tiên giám đốc CIA đưa ra cảnh báo về tình hình giao tranh tại Ukraine. Cách đây chỉ một tháng, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Bern đã cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ mới, Ukraine có thể sẽ mất thế đứng đáng kể vào năm 2024. Trong trường hợp Ukraine không được cấp thêm viện trợ, Nga có thể giành thêm đáng kể lãnh thổ, sau đó đóng băng các chiến tuyến bằng một lệnh ngừng bắn. Tương tự những gì đã xảy ra sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Chính Tổng thống Ukraine Zelensky đã từng nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn đạn dược sẽ khiến Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Ông cảnh báo, nếu phòng tuyến bị chọc thùng, lực lượng Nga có thể tiến thẳng đến các thành phố lớn. Ông Zelensky khẳng định, Kiev đang tận dụng vũ khí và các hệ thống phòng không nội địa, nhưng vẫn không thể bù đắp khoảng trống viện trợ. Ông cho hay, chúng tôi dùng máy bay không người lái của chính mình. Không ai nói rằng Ukraine không thể làm điều đó. Nếu thiếu hệ thống phòng không để bảo vệ mạng lưới năng lượng trước những đòn tập kích của Nga, tại sao Ukraine không thể trả đũa tương tự? Chúng tôi sẽ ngừng tấn công khi đối phương chấm dứt hành động như vậy. Trong hơn 2 năm xung đột, Ukraine đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga, trong đó có mẫu UAV kiểu Sahed, được cho là do Iran sản xuất. Để đối phó, Ukraine phải dựa vào lưới phòng không chắp vá của mình, cùng số lượng hạn chế tổ hợp tên lửa do phương Tây chuyển giao, do lực lượng của Kiev tự vận hành. Hệ thống phòng thủ đó dường như không đủ giúp Ukraine đối phó các đòn tập kích ngày càng phức tạp của Nga. Vừa qua, nhà máy điện lớn nhất phục vụ khu vực Kiev đã bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục trở thành mục tiêu tập kích và hứng chịu thiệt hại lớn. Trước tình hình đó, Kiev nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đối phó với vũ khí Nga. Tuy nhiên, những lời khẩn cầu của lãnh đạo Ukraine chưa được đáp ứng. Mới đây, trong cuộc họp trên đảo Capri, Italia, các bộ trưởng G7 thừa nhận sự cần thiết phải trang bị thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời hoan nghênh sự góp mặt của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc họp lần này. Nhóm G7 bao gồm các đại diện của Italia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 2 năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc viện trợ cho Kiev đang có dấu hiệu chứng lại khi châu Âu dường như đã cạn kiệt nguồn đạn dược và Quốc hội Mỹ vẫn chưa nhất trí thông qua gói viện trợ quân sự trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ. Chia sẻ với báo giới, ngoại trưởng Kuleba cho biết, Ukraine đang thiếu các hệ thống phòng không quan trọng để chống lại các cuộc không kích của Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây trên phương diện này. Đáp lại lời kêu gọi của Ukraine, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, "Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu về các hệ thống phòng không khác nhau mà các quốc gia thành viên có trong NATO và tập trung vào các hệ thống Patriot. NATO đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng họ sẽ triển khai lại một số hệ thống của mình tới Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, Kiev hiện đang tìm kiếm tối thiểu 7 hệ thống Patriot, nhưng từ chối tiết lộ số lượng hệ thống Patriot mà Ukraine đang sở hữu. Ông cho biết, các quan chức Mỹ đã đảm bảo với Ukraine rằng vũ khí sẽ được cung cấp trong vài tuần thay vì vài tháng, ngay sau khi Quốc hội thông qua gói viện trợ cho Kiev. Một vấn đề quan trọng khác đang được xem xét là làm thế nào để sử dụng lợi nhuận từ khối tài sản trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị đóng băng trong các ngân hàng châu Âu để giúp đỡ Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, EU đang lo ngại về tính hợp pháp của hành động này. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này bằng các giải pháp linh hoạt. Hiện chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt được sự đồng thuận. Ông Simihan cũng cho biết, ông đã thảo luận chi tiết với các quan chức Mỹ và G7 về cách sử dụng khối tài sản bị phong tỏa của Nga. Ngoại trưởng Kuleba cũng bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những cam kết của Mỹ và phương Tây trong tuần này về việc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot và Shante cũng như ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hoạt động sản xuất máy bay không người lái UAV của Iran đang được xuất khẩu sang Nga. Lãnh đạo NATO cho rằng phương Tây cần ưu tiên hỗ trợ gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine hơn là tăng cường phòng vệ trong nước. Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát biểu tại Bruxelles vừa qua rằng một phần trong nỗ lực quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện trong Liên minh NATO nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine Đài RT dẫn lời ông Stoltenberg cho biết, nhưng Ukraine còn cần nhiều hơn thế. Đó là lý do tại sao nếu các đồng minh phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO và cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, thì thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: gửi thêm viện trợ cho Ukraine. Đồng quan điểm với Tổng thư ký NATO, đại diện cấp cao Liên minh Châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cũng kêu gọi các quốc gia thành viên trong khối chuyển các hệ thống chống tên lửa để tăng cường phòng không cho Ukraine. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị ngoại trưởng G7, ông Borrell nhấn mạnh, chúng ta có Patriot, chúng ta có hệ thống chống tên lửa, chúng ta phải đưa chúng ra khỏi doanh trại của chúng ta để đề phòng và chuyển tới Ukraine. Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ấn định lịch bỏ phiếu về các dự luật viện trợ cho Ukraine Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phát biểu với báo giới, ông Peskov đánh giá gói viện trợ nêu trên sẽ không làm thay đổi diễn biến trên chiến trường mà Nga cho là đang bất lợi cho phía Ukraine. Tình hình xung đột của Ukraine đang rất nguy cấp khi thiếu hụt hệ thống phòng không trầm trọng. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cũng đã kêu gọi đồng minh hành động táo bạo và can đảm để viện trợ vũ khí và đạn dược phòng không cho nước này. Ông Kuleba nói, chúng tôi đang rất cần thêm Patriot, và các hệ thống phòng không hiện đại cùng vũ khí và đạn dược. Tôi muốn nhân sự kiện này kêu gọi tất cả các đối tác thực hiện những hành động táo bạo và can đảm. Kiev đang vận động đồng minh viện trợ thêm ít nhất là 25 hệ thống phòng không Patriot, nhưng phương Tây phản ứng không nhiệt tình sau lời kêu gọi. Đức là trường hợp hiếm hoi đã cam kết chuyển thêm một tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine. Ông Kuleba nói thêm, phòng không Ukraine không chỉ bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi những kinh hoàng từ trên không do Nga gieo rắc chúng tôi còn đang là lá chắn cho các nước láng giềng như moldova rumani và ba lan ngăn chặn mối đe dọa rõ rệt vì tên lửa và máy bay không người lái xâm nhập không phận nga đang gia tăng tập kích vào hạ tầng năng lượng ukraine bằng hỏa lực áp đảo tổng thống vladimir putin lý giải chiến thuật này nhằm đánh gục tổ hợp công nghiệp quốc phòng của ukraine đồng thời là cách đáp trả phù hợp sau những lần ukraine tập kích hạ tầng nhiên liệu của nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã báo động ukraine có nguy cơ cạn tên lửa phòng không nếu nga duy trì tốc độ và cường độ tập kích như hiện nay lãnh đạo ukraine cho biết kho dự trữ cạn kiệt khiến kiev phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mục tiêu quan trọng cần bảo vệ